Hello anh em, đến với clip ngày hôm nay thì Tú sẽ mang lại cho anh em một chiếc xe. Thì nhìn chung là cái chiếc này nó khá là quen thuộc với tất cả anh em rồi. Thì nói chung là Tú đã thay đổi diện mạo cho nó khá là nhiều. Không biết là bữa nay anh em có nhận ra nó nữa hay không. Trước khi vô vấn đề chính thì mỗi lần anh em có góp ý là Tú nói chuyện hơi nhanh tí, anh em thông cảm biết sao. Một phần á là bị không phải ngọng nha. Cái sao ta? Cái thói quen. Với lại Tú là người bánh te á, bánh tre á, nên đâm ra là nói chuyện nó hơi đớt đớt tí. Anh em có nói là Tú nói ngọng này kia à, lưỡi nè không có ngọng. Rồi thì mình sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay đi. Ok anh em ơi, không biết là mấy anh em có nhận ra chiếc xe này nữa hay không. Nếu mà không nhận ra thì để tôi nói cho anh em nghe luôn ha. Chiếc này là chiếc quay hai thầy. Thì đặt trước là nó màu vàng, gắn green, gắn rổ, theo cái kiểu là học sinh. Cũng có khá là nhiều anh em kêu Tú là xuống quay nai, rồi xuống về gắn green, đủ các kiểu hết. Nhưng mà tình chung á là những cái gắn đó nó sẽ không có đẹp. Với lại một phần là anh em biết sao không? Mỗi người có một cái kiểu chơi khác nhau. Tú thích đi cái kiểu này nên Tú sẽ đi theo cái kiểu này luôn. Với lại là mình tận dụng những cái gì gọi là cây nhà lá vườn có sẵn thì mình rá lên xe luôn. Nhìn chung mà từ trên xuống dưới là nó đã thay đổi rất là nhiều nha anh em. Để bây giờ Tú sẽ nói những cái gì thay đổi cho nó ha. Rồi nhìn chung cái phần đầu xe á thì Tú đã bỏ hết, Tú đi lại ghi đông Ktet chữ U. Kèm theo đó là một cái ốp đầu 150 nha anh em. Thì cái này là nó sẽ không có vướng víu gì nên Tú không có gọt. Như chiếc ẹt á thì Tú phải gọt, còn cái này là không có gọt gì ha. Còn cái này là cái tem của Tú thôi. Xuống đây thì Tú vẫn giữ nó là một cái dè rin. Để cái dè rin một phần là anh em biết sao. Mình đi ngang mấy cái bãi gì đó nó đỡ văng cái đó lên người là cái thứ hai. Với lại là nhìn cho nó đồng thủ đồng vĩ một tí. Nếu mà anh em tháo nó ra nó sẽ bị trần trụi lắm. Kiểu như ở trên này nó có mũ mà ở dưới này nó không có mũ, nó sẽ đưa hai cái cây phuộc lên, nhìn cái kiểu giống như là cái người già mà chống nạn á, kiểu như người già mà chống nạn đi vậy á, nó sẽ không có đẹp. Nhưng mà mình đi cái dè green như vậy thì nó sẽ bị thô, nó được cái này nó mất cái kia. Nhưng mà không sao, anh em thích đi cái kiểu nào thì mình đi thôi à. Thì cây phuộc này đợt trước á là nó có hạ bao nhiêu đây nè anh em, thì Tú nhìn chung là Tú thấy nó còn cao nên ra Tú quyết định là Tú hạ thêm một tí nữa. Thì tầm này á là hạ 63.5 ly. Đây có thước kẹp kẹp cho anh em coi luôn, chứ để anh em không tin ha. Mới sắm cái thước kẹp nè anh em, 80.000 Lazada. Nè 63.5 ly là nó từ cái mí này nó lên tới cái mí này luôn, 63.5 ly. Thì nhìn chung anh em mà hạ tầm đó là nó sẽ có một cái khuyết điểm là nó sẽ bị cạ dè. Chạy bình thường thì nó không sao, nhưng mà khi anh em bóp thắng thì nó sẽ bị cạ dè. Cạ dè nó sẽ lâu ngày nó sẽ mòn và nó bể. Thì cái này phải chịu thôi, muốn chơi cái kiểu hạ dè thì mình phải chịu cái này thôi nha anh em. Rồi thì ở đây Tú đã thay lại một cọng dây dầu kèm một con heo Nissin khác. Thì cái đợt đó đó là cái xe này đem về chưa có cái con heo lần trước. Anh em cũng thấy là có cái đĩa, có cái phuộc đĩa, không có bát, không có heo. Chạy chỉ chạy bằng cái thắng sau thôi. Nên Tú trang bị cho nó thêm một con heo Nissin. Nhưng mà dây dầu khác thì ba cái này nó rẻ thôi. Cái con heo này nó có 200 mấy à, 100 mấy rồi chứ. Con này có 100 mấy à. Cái cộng này có mấy chục ngàn à. Thêm cái cầm này mấy chục ngàn nữa. Đâm ra là khoảng đâu đó 400 ngàn là mình sẽ có một bộ thắng đĩa lần trước. Khá là ngon nha anh em. Đợt đó đem về thì cái xe này nó đi là cái cầm green, là Tú đã đổi lại cho cái cầm Uma Racing đặng rút ngắn hành trình đi toilet đó anh em. Đó cái cầm này rẻ thôi, 70k luôn. Thì cái cầm này nó có màu, nó cho cái xe này nó có một cái điểm nhấn ở trên cái ghi đông tí, tại vì nguyên cái xe nó trắng tươi và nó không có điểm nhấn á, cho nó màu xanh vô. Với lại anh em biết sao, khi mà anh em đi cái cầm Uma màu xanh này, khỏi có ai mà hỏi anh em cầm này real hay fake hết. Cầm rêu là nó màu bạc chứ nó làm gì có màu xanh đúng không anh em. Mình đi về khỏi ai hỏi, còn mà ai mà hỏi nữa thôi bỏ tay á. Ở bên này vẫn là cái côn dầu Chú có ráp anh em coi á, đổi lại cái cầm côn bình dầu rồi, bình dầu Brembo. Cái ghi đông Ktet này đặt trên chiếc dao trắng 66, Tú xuống Tú đi cổ y băng dư ra là Tú mới gắn ra đây luôn. Thì hồi nãy Tú có nói anh em là cây nhà lá vườn có sao gắn vậy đó. Nhìn chung thì chạy nó khá là khum, nhưng mà được cái dáng nó rất là ngầu, ra đường bao mỏi nhìn luôn, cỡ nào cũng nhìn hết. Giờ chiếc xe nó có xấu người ta thấy khum khum người ta cũng dòm nữa, thiệt anh em luôn á. Thì ở cái phần cục máy thì không có gì thay đổi, máy vẫn là 59 tự do như chủ xe trước đã nói, 59 tự do, nó không có gì thay đổi ha, vẫn là cục máy của Novatena. Cái sườn này của Novatena luôn nha anh em, chứ không phải là sườn quay nha. Do cái xe này lúc trước là lắp cáo quay vô thôi, chứ không phải là xe này xe quay. Cái sườn là vẫn là sườn của Nova, mên mấy cái bát cục máy này kia là nó ngay chốc luôn á, chỉ rá vô thôi. Còn cái phần dàn áo á, có một con ốc đây thôi, còn nhiều bắt gì rút. Hiện hồi
tí mà chỗ nào bắt dây rút là tôi rút cho anh em coi, ổn phải. Tí mà chỗ nào bắt dây rút thì tôi quay cho anh em coi. Thì nhìn chung là theo Trung thấy chiếc xe này ok không Trung? Đẹp, ngoại hình đẹp hơn cái màu vàng cũ. Sao nhiều người thích màu vàng á chứ? Không, thấy này mới đẹp á. Này đẹp hơn hả? Ờ. Ờ với lại anh em biết sao, một phần cái màu vàng nó không hợp phong thủy với Tú nữa. Màu vàng chạy nó nổi quá. Đâm ra là xuống nguyên cái đằng trước trắng đằng sau bạc. Nhìn nó cũng tựa tựa nhau chứ đâu đến nổi trên lệch ha. Full cái vàng áo này. Xé bịch. Ở trong nó có chữ Honda luôn, 400k, hai miếng nha. Một miếng bên này với một miếng bên kia. Không có cái cốp, không có cái mù rùa nha anh em. Thì đợt đó tôi có mua cái hai cái miếng này lô về. Xong rồi gắn vô không có khít. Với lại là gắn vô nó sẽ bị trục chặt nhiều thứ lắm. Nên tôi bỏ nó đi, tôi gắn lại cái này. Nhìn chung gắn cái này cũng khá là đẹp. Rất là đẹp chứ khá gì. Đẹp luôn hả? Đẹp thiệt. Hồi đó giờ mới thấy khen được chiếc xe này đẹp hết Trung. Bắt tay ngược nữa cha. Chào bác. Đổi chiếc phiêu trần FI. Thôi để. Thì mày đang chạy phiêu trần FI. Khoái chạy hai chiếc à. Ôi hai chiếc chạy hết. Đổi đi, đổi chiếc phiêu trần FI đi. Thì ở đằng sau này đợt đó có đi lại một cái dĩa 32. Nhìn chung á là nhiều anh em nói hai thì phải cho nó dư máy nó mới chạy được. Thì tôi cũng không hiểu luôn. Nói chung là cái vấn đề đó là tôi chưa có trải nghiệm tới. Nên tâm ra tôi cũng không hiểu cái lý do tại sao mà hai thì phải dư máy mới chạy được. Nhưng mà nhìn chung á là cái này đi cái hậu rất là êm anh em. Đi cái hậu nó cực kỳ tê luôn. Cái hậu nó sâu dữ lắm. Nó không có rút nhanh nhưng mà nó sẽ sâu. Anh em hiểu cái từ sâu là sao anh em biết sao không? Khi mà mình đi cái hậu nó sẽ giãn hết cái công sức của cái máy ra. Nhưng mà anh em phải ngâm nha. Chứ anh em mà lên liền nó sẽ không có được. Thí dụ như bình thường cái dĩa lớn anh em chạy khoảng 400m là nó hết cái máy. Không phải là nó hết cái hậu của xe là nó bị dư máy. Còn cái này anh em muốn hết cái máy thì anh em phải chạy khoảng 600m hoặc là một cây thì nó sẽ hết cái máy được. Cái thằng này nó kiểu như là ăn chắc mặt bền đó anh em, nó lên từ từ. Mình lên từ từ, còn cái thằng kia nó hổn hơn là nó sẽ lên một cái dèo luôn. Nhưng mà khi mà về cái hậu nó sẽ bị dư. Nói vậy cho nó đơn giản cho anh em dễ hiểu thôi. Còn anh em nói mà hai thì phải cho nó dư cái máy thì cái vấn đề đó Tú không biết thiệt. Và anh em nào biết có thể để bình luận bên dưới thằng Tú tiếp thu thêm số kinh nghiệm. Nói chung là mình chơi xe này mình nhờ anh em học hỏi qua lại với nhau thôi. Chứ không có nói mà ai hay hơn ai được anh em. Mình nhờ anh em góp ý thì đâm ra mình rút được cái kinh nghiệm ra nên sau này mình có thêm kiến thức mình chơi thôi. Thì cái xe này nhìn chung là đề vẫn được nhưng mà đề nó sẽ không hổn. Một tí tôi đề cho anh em coi ha. Đó, dĩa 32. Cái nhông thì vẫn bình thường thôi. Xe này là tổng quan nó chỉ có thay đổi như đó thôi. Thắng đĩa làm sao rồi gì câm đùm đèn này kia thì chắc là Tú không nói tới ha. Anh em nào xem mấy cái clip trước thì anh em cũng biết rồi. Niền đê mắt rồi vậy vỏ mắt xít câm mà câm thường thôi đùm chrome. Mấy cái này thì nó không có gì đặc biệt rồi. Cái xe này quay cũng mấy lần rồi đó. Tại vì anh em biết sao trong thời gian này dịch bệnh nên anh em cũng ít ra đường nên không có mượn được xe cho anh em coi nên toàn quay xe nhà không à. Ok anh em ơi thì bây giờ Tú sẽ nổ máy cho anh em nào chưa nghe lại nha. Rút kinh nghiệm đợt trước có mấy chiếc á là mấy clip trước quay nổ máy rồi xong rồi quay lại mấy clip sau cái nhiều người chưa coi hay sao nói sao không nổ máy cho nghe thì thôi để giờ nổ máy cho anh em nghe luôn. Thơm không? Thơm không, đi nhớt khác rồi, đâu có đi nhớt thơm nữa. Nhiều người ta nói nhớt thơm nó bị hư xe hay gì đó. Rồi giờ đề ba thử cho anh em coi ha, trên xăng 4k luôn. Quên mở cửa là cái đây rụng răng à. Sương sương thôi để cho hàng xóm thương. Thì đó nãy tôi mới đề thử cho anh em coi á là cho anh em biết được cái bộ nhông sinh dĩa này nó lăn bánh như thế nào. Rồi nhìn chung á là khi mà ra đề nó hổn một tí á thì nó sẽ bị xoắn bánh như vậy đó. Nhưng mà tính ra là đề ở ngoài thì nó cũng không đến nổi, nó không đến nổi là bạo nha anh em.
cái đạp đi cái dĩa bành kia ná kìa, đề nó mới ghê, đề cái nó dở không á, nên là hạ cổ xuống dĩa này kia là đề nó đỡ rồi, ghìm đầu lại nó cũng đỡ một phần là đỡ bị dở đó anh em. Thì tổng quan chiếc xe này Tú thay đổi thì nó cũng có nhiêu đó thôi, theo cảm nhận của Tú với thằng Trung nãy giờ thì khen đẹp, còn không biết ý kiến của anh em như thế nào thôi à. Nếu mà anh em nào có ý kiến gì đó muốn đóng góp thì cứ để lại bình luận bên dưới video. Thì nói chung mà bây giờ Tú sẽ kết thúc cái video này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem cái clip này của Tú nha. Anh em nào thích video này của Tú thì cho Tú xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Gặp lại anh em ở clip tiếp theo.